Em mới về à? Cụ lại đau lưng à? Em mới về à? Này, cái con vàng này mấy hôm nay ăn ăn tham ấy, ăn nhiều, to ơi to. Nó phải lên nửa cân mấy hôm nay. Quay đi đánh gôn với ai đấy? Đi với cả mấy anh em ngoài Bắc vào. Ai cũng hỏi về chuyện đau lưng rồi, giờ anh còn đau mà. Đau, đánh có được đâu. Kiểu cơ nó này, lúc mình xoay nó xoay không hết được cơ. Nhưng mà chắc em nghĩ anh phải nghỉ một thời gian để điều trị lưng, mới phải là để nó cho cơ thể nó hồi phục lại. Mới cả là em muốn quà cho anh. Quà gì, tự nhiên ngày gì đâu mà quà. Có quà, vui thì có quà thôi. Đi vào đây. Ngoan thì có quà. Ngoan thì có quà. Đi. Ok. Nào, xem quà như nào nào. Quà hào hứng lên chứ. Thì hào hứng đây. Ui, to anh... thế. Anh đoán được cái gì không? Anh đoán được rồi, anh đoán được rồi. Đoán được thật hả? Đoán được thật. Một chiếc xe hơi. Một chiếc xe hơi à? Mở ra. Đấy, đi. Có pin điều khiển đúng không? Nào. Ui, xịn thế vợ. Ui, kinh nhờ. Hoành tráng chưa? Ừ, sang chồng dạo này cũng ngoan nhưng mà chưa ngoan đến mức chưa này. Chưa ngoan đến mức này. Ừ. Thưởng lố lên tí thưởng để lố anh à? Anh còn thưởng lại cho em. Thế à? Ngồi ngồi thử đi anh chưa ngồi. Ngồi thử. Ngồi như nào? Ừ. Đầu tiên nhá, là một cái cảm giác là mình ngồi lên đây mình cảm thấy rất là vương giả. Đúng rồi, luxury. Vợ mình rất xịn sò, mua cho mình rồi. Một quả cái ghế này thì em nghĩ rằng là tầm tuổi như em và anh trở lên là mọi người đã phải dùng đến nó. Và em nghĩ là rất nhiều người như ông bà mình là sẽ nghiện nếu mà dùng nhiều. Cho nên là nó là một cái thứ mà nên có ở trong nhà, đặc biệt là tại vì là vừa đợt vừa rồi ai cũng hỏi anh lúc dạo này hoài anh thế nào, đã lưng thế nào, xương cốt thế nào, làm sao đấy. Đúng thế rồi thì... cái da này sờ thấy cũng mấy phết nhỉ, trông dự cứng cáp phết. Mấy cả là em cảm thấy rất là mệt mỏi vì ngày nào cũng phải mát xa lưng cho anh bằng tay. Cho nên là em muốn có người thay thế và em đã sắm cái ghế này. Ok để... nhưng mà em nghĩ nó massage sẽ sướng hơn em gấp 10 lần đấy. Anh thử đi cái cầm cái điều khiển của đây nó. Có loa đã đây. Loa này thường là anh có nghiên cứu rồi, đúng rồi, kết nối bluetooth xong rồi để mình kiểu nằm mình relax luôn ấy. Đúng tinh kết nối thần luôn nha. Đúng tinh thần là người làm âm nhạc quan tâm đến cái loa trước, nhưng mà anh phải tìm hiểu đi bên không, trong từ nó từ để có anh, rất từ là từ nhiều để các anh, để kết nối các cái này chế là... độ khác rồi. Đây RT7900 đây này. Rồi, bật luôn nhạc của em ra nhá. Ok, bắt nào. Đầu trải nghiệm xem nào. Nhìn thấy nút to nhất là nút 0G. Cái Action. Đấy, cái đấy là cái đặc biệt nhất của ghế này đấy. Ồ, sao thấy trôi. Nó sẽ giống như kiểu cái ghế của, đúng như kiểu là cái ghế của phi hành gia ấy. Ờ, yên nhá để anh tắt. Là... Rồi ra. Đó. Ờ. Ờ. Đấy, bắt đầu ngửa lên. Đấy. Như phi hành gia. Ừ, đúng rồi. Nó sẽ ngả ra. Ừ. Ôi dồi, sướng thế. Cái... anh thích cái da này. Cái da này nhìn nó dày dặn. Nói đến cái da này là cái da này là cái da chỉ chuyên dùng cho siêu xe. Thế cơ? Siêu xe như kiểu Maybach các thứ, kiểu siêu xe mà tầm 10 tỷ trở lên người ta mới sử dụng cái chất liệu da này. Ừ. Da thế thì cái này bao nhiêu tỷ? Vợ xịn thế. Đã tặng quà là không nói đến giá. Nhưng mà chỉ có là chắc chắn là khi mà anh nghiên cứu mấy cái này suốt rồi còn gì nữa. Ừ thì anh cũng biết đây. Thì là anh biết đây nhá, trong này chế độ này nó có nhiều chế độ này cho đây này, có hình luôn này. Đàn ông này, phụ nữ này. Khi mà cái ghế này trẻ á, con, người già.
Nói thế thôi, nhưng mà tại vì nó anh sờ vào và anh nằm và anh biết là nó mắc tiền như nào, cho nên em không nói hơi phũ phàng là em không thể mua để một mình anh sử dụng được mà cả nhà đều phải sử dụng được. Đấy, nó có chế độ dành cho người già, cho phụ nữ, cho đàn ông và cho người để phục hồi chức năng, và đặc biệt là những người mà xương cốt lỏng lẻo như anh. Trẻ con cũng được luôn. Đây có cái hit này là chắc là làm nóng rồi đúng không? Ấn lên có cái slimming nữa đấy em. Không, em từ chính hit. Là em đấy. Hit này. Ấy, ôi nóng cả chân cả lưng luôn này. Bình thường với các cái massage khác ấy, nó chỉ có lưng thôi, còn đây là nó sẽ ấm suốt dọc từ trên xuống dưới cơ thể mình. Và ví dụ như người già ấy, nóng ấm sướng. Người già ấy mà làm cái chế độ đấy, bật cái chế độ đấy lên thì nó sẽ lưu thông khí huyết. Các ông các bà ấy. Mà chưa kể các ông các bà mà anh mà là em nghĩ là anh cũng hay gặp mấy cái vấn đề đấy thì cái nóng nó cái này nó bắt lưu đầu thông khí huyết cơ thể. Nó bắt đầu nó duỗi người mình ra này. Đấy, nó duỗi người ra. Đây anh nghĩ là chắc là nó phải có một cái chip như nào để nó scan được cái người mình. Tuy với có người to người nhỏ mà. Đúng rồi. Đúng không? Đấy đây này. Nó scan, nó định vị cơ thể của mình, còn bình thường những cái ghế bình thường khác ấy thì nó sẽ chỉ kiểu là nó cố định từng vị trí. Còn cái này nó sẽ scan để nó tác động trực tiếp vào tùy theo cái cơ thể của mỗi người. Đây này, đây ôi nó kéo mình ra sướng thế. Anh ôi anh muốn ngủ con rắn. Ôi ơi, nó đấm vào dưới chân, bàn chân này sướng lắm. Cái gì nhỉ? Nó gọi là cái gì? Em từ kỹ thuật em quên rồi, nó cái mà nó lăn ở trên người mình. Con lăn. Con lăn đấy. Cái đấy là nó sẽ là silicone chứ không phải là nhựa. Bọc silicone. Nó sẽ êm hơn. Êm hài hơn đúng không? Đỡ đau hơn. Cứng, cái cảm giác bị cứng đúng không? Đây này, cái tay này cũng hay này, vợ này. Tức là nó có nhiều điểm chứ không phải chỉ có một điểm như những cái ghế khác. Tức là nó có nhiều điểm đấy, trên bàn tay này, khuỷu tay này, đấy nó bấm riêng. Đã. Đã luôn. Và nó còn kiểu nó sưởi ấm luôn, nó ấm luôn ấy, kiểu cảm giác nó khí huyết nó sẽ thông. Nằm xong ghế này cái đi đánh gôn xuống mấy gậy. Nhà vậy à? Được không? Em sợ anh cả ngày anh cứ nằm ở đây anh chả. Cả ngày nằm thật. Ít nhất là phải một tiếng một ngày tự thường. Cảm ơn vợ yêu rất xịn sò. Thôi đầu anh tư cho chồng. Không cảm ơn không. Ôi sướng. Ôi trời, nó ngoáy hết mọi người sướng. Không hề giả chân nhá, đây là một cảm giác sung sướng thật sự nhá.